Hello, chào anh chị em. Mình mới đi trong cái trạm y tế, trong cái trại lính bộ binh ra. Hôm nay thứ sáu thì phải đi chích 32 cái mũi Botox để trị cái bệnh nhức đầu kinh niên của mình. Thì cái ở ngoài trại nó có một cái chợ đại hàng với cái cửa hàng của người đại hàng đó, thì mình ghé vô đây để thưởng thức một cái món cá chiên mình rất là thích. Thôi để mình vô cái tiệm cà phê này thì nó rất là nó nhỏ xíu, nằm trong cái chợ, nhưng mà cái cách nấu ăn với lại cái đồ ăn nó nói thật thì còn ngon hơn những cái tiệm đại hàng mà mình thường đi ăn ở cái vùng xa thấu nào này. Thôi để mình mua vô rồi mình ăn xong rồi về nhà rồi sẽ kể cho các bạn nghe một vài mẫu chuyện vui. Ok, xin chào các bạn. Hello, chào anh chị em again. Như hồi nãy mình có nói, mình hôm nay cuối tuần, mình muốn kể một vài cái mẫu chuyện vui trong đời binh nghiệp của mình, phải không? Thì mình mấy hôm nay nghĩ về cái đề tài này, mình nhớ lại những cái chuyện vui, phải không? Thì hôm nay mình sẽ kể đề tài này, không biết mình sẽ chọn được cái tựa như thế nào mà mình nói về những người những binh sĩ ngu ngốc của mình. Cái chuyện này nó cũng mắc cười lắm, thì mình kể các bạn nghe ha. Thì trong quân đội Mỹ đó, tất cả các binh chủng đi lính thì phải lấy một cái test để thử cái học vấn của mình đó. Thì cái test đó gọi là SVAP, Armed Services Vocational Aptitude Battery. Coi như là cái test này nó có thêm 10 cái test nhỏ trong đó. Rồi để nó đo lường cái học vấn, cái sự thông minh của mình, phải không? Rồi nó có nhiều cái điểm nữa. Nó gọi là Line Score. Thì trong cái Line Score đó, nó có một cái score nó gọi là GT, như là General Technical. Thì cái điểm GT là nó giống như một cái điểm IQ để đo lường cái sự thông minh của mình á. Thì cái điểm đó maximum là 151 điểm. Trên 100 điểm á, cái GT mà người nào mà có trên 100 điểm thì coi như là average, phải không? Mà trên 110 á là trên trung bình. Ok, average trung bình, mình quên nói cái 100 là trung bình, 110 là trên trung bình. Trên 120 đó là coi như là giỏi rồi đó. Sĩ quan mà đi lính trong thiếu chiến mà đi sĩ quan á là phải cần cái điểm thường là trên 120, đúng không? Còn người nào mà 130 trở lên tới 140 mấy á là coi như là cái người đó là rất là thông minh. Ok, từ 130 trở lên điểm GT là rất là thông minh. Mình trong trong thời gian phục vụ ở miền Nam Cali, cái trại cảm thấy rất tình đó, lúc đó là mình là trưởng phòng tài chánh của sư đoàn 1, thì mình có hai anh chàng lính của mình, một người là lính, một người là sĩ quan. Rất là thông minh. Ok, khi mà mình check ra, lúc mà mình lính mà tới văn phòng mình, lúc nào mình cũng coi cái hồ sơ quân bạ của họ đó, mình coi họ điểm làm sao, mình coi họ thông minh không. Nhưng mà nói thẳng với các bạn nghe, thông minh tiếng Mỹ là intelligent, không có nghĩa là cái người đó khôn ngoan, không nhanh nhẹn. Thì để mình kể, trước tiên là mình kể chuyện cái người sĩ quan đó. Mình có cái anh chàng sĩ quan đó,
Thì văn phòng của mình á, lúc mình làm trưởng phòng á, là có ba người sĩ quan, cái người làm phó cho mình đó là đại quý, rồi có thêm hai anh chàng thiếu quý hay là trung quý vậy đó, rồi lính thì có 15 người. Thì trong cái văn phòng tài chánh á, thì lính là làm kế toán, accountant ha, còn sĩ quan á, là lo về cái khâu ngân sách, không, nó chia ra hai bên hết, phân biệt rõ ràng. Mình là chỉ chấp thuận approve những cái yêu cầu mà để mua đồ đó, mình sĩ quan thì là coi về ngân sách là chấp thuận cái chuyện đó. Còn cái chuyện mà transaction mà đi mua đồ đó là cái trách nhiệm là do người kế toán ha, cái người accountant là cái người đó là lính, nó chia ra hết. Tại vì nó làm như vậy là không muốn có cái chuyện mà ăn cắp tiền của chính phủ, phải không, trong quân đội. Thì trước khi mình nói về cái anh chàng sĩ quan ngu ngốc của mình ha, anh chàng này thiếu quý tới văn phòng mình, cái ảnh tới trước khi ảnh đi được cho đi dự học cái lớp về tài chánh, một cái lớp là cũng ba tháng. Cái ảnh tới văn phòng mình 2-3 tháng trước rồi mới được phái đi học cái lớp sĩ quan về ngân sách đó. Cái hôm cái anh chàng đó đi rồi, cái ngày hôm sau, hôm thứ hai, cái anh chàng đại quý phó văn phòng của mình vô nói: thưa ta, cho tôi nói chuyện với anh một chút. Đâu, cái thấy anh này làm gì có vẻ quan trọng vậy. Cái mình mới nói ok, vô đây nói chuyện. Cái anh chàng này khép cửa, đóng cái cửa lại, không cho bên ngoài lính đó biết ảnh sắp sửa kể mình cái chuyện gì. Cái anh chàng đại quý của mình nói: tối hôm qua đó, để tôi kể anh cái chuyện này, cái chuyện đã xảy ra mà anh phải biết cái chuyện này, phải không? Thì cái chuyện như thế này, cái anh chàng đại quý của mình á, khoảng 2-3 tuần trước á, anh chàng đi đi phép, đi thăm gia đình bên vợ ở một cái tiểu bang khác, rồi cái ảnh mới nhờ cái anh thiếu quý mới của mình đến văn phòng nói: ok, bây giờ anh chở tôi với vợ đi ra phi trường, ok, rồi để tôi đi thăm gia đình tôi, rồi anh giữ cái xe này chạy đi đến cái khi nào, tại vì cái ngày mà chủ nhật anh bay đi để trình diện tới cái lớp học đó là anh đi buổi sáng, tối vợ chồng tôi sẽ bay về, bây giờ anh giữ cái xe này lại ha, rồi lúc mà cái ngày anh đi đó, cái ngày ngày anh đi đó là cái ngày đó tôi về, thì anh cứ chạy xe ra cái phi trường, anh đậu xe ở đó, rồi anh text gửi cho tôi cái nhắn tin, cái tin nhắn là cái xe đậu ở đâu, ok, rồi rồi cái anh chàng đại quý của mình mới đưa cho cái anh chàng thiếu quý cái chìa khóa thứ hai, đúng không, cái chìa khóa thêm. Cái hôm chủ nhật á, tối hôm chủ nhật cái anh chàng đại quý của mình trở về với gia đình, đúng không, với bà vợ, cái bay về cái phi trường, đầu cái xuống cái phi trường, thì trong phi trường cái chỗ đậu xe đó mà cái anh chàng thiếu quý của mình đậu á, thì thông thường thì những cái phi trường ở Mỹ cái chỗ đậu xe nó chia làm short term, là có nghĩa là đậu thời gian ngắn dưới 24 tiếng đồng hồ, rồi có một bên là long term, là bạn đậu xe ở đó là trên 24 tiếng, ok, và nó chia ra như là hàng dọc là ABC vậy đó, không, còn hàng ngang là số 1, 2, 3, 4, không. Đầu cái anh mình không nhớ là cái anh chàng thiếu quý đậu cái xe của anh chàng đại quý ở đâu, nhưng mà mình chỉ nói đặt như cái ví dụ đi ha, anh chàng thiếu quý nhắn anh đó là ok, tôi đậu ở H chữ H đó, H1. Right. Ok, lúc mà anh chàng đại quý với cô vợ xuống phi trường, không, ok, thấy cái tin nhắn là xe của mình đậu ở H1, đậu cái đi ra tìm cái chỗ H1 ở cái chỗ mà đậu xe mà dưới 24 tiếng đó. Tại vì anh chàng thiếu quý mới đi hôm sáng, rồi cái anh ra cái tìm, anh tìm hoài cả 15 phút, anh tìm vòng vòng cái khu H1, anh tìm hoài không được. Đầu cái anh tức quá, anh nói chắc cái thằng này nó đậu ở bên long term parking lot, rồi là cái chỗ đậu trên 24 tiếng.
đâu cái anh đi qua bên cái chỗ đó anh cũng tìm hoài cả 15 phút cũng không thấy chiếc xe mình đâu hết. Tìm hoài đâu cái anh tức quá anh gọi vô, anh gọi cái anh chàng này cũng đêm đó đã khuya rồi, lúc đó chắc 9-10 giờ tối bên Cali, mà cái anh chàng thiếu quý đi học ở bên tận ở bên North Carolina, nó cách tới 3 tiếng đồng hồ, không lúc đó cũng 12 giờ đêm rồi. Rồi cái gọi nó, gọi nó ok cái xe của tao, bắt đầu tức là rồi hết còn sức ai giống như giận lên nói cái xe của tao mày đậu ở đâu. Rồi cái anh chàng thiếu quý đấy vẫn là cũng như là quá quý đấy, tôi đậu rõ ràng ở cái chỗ X1 đúng không, có cái cột điện như thế này thế này. Rồi cái anh chàng đậu quý tìm nữa, tìm thêm 5-10 phút nữa vẫn không thấy. Rồi cái anh bực quá anh lại cái chỗ mà cho mà tin tức nó gọi là information desk á, ở vị trường thì anh mới hỏi ra thì như thế này, khi mà cái anh để thấy người thiếu quý này nó ngu ngốc như thế nào, nó khôn nó thông minh thiệt không, mà nó không có lanh nó lẹn không, khi mà anh chàng này, anh chàng thiếu quý chạy xe vô cái phi trường đậu á, ảnh không có lựa ở short term hay là long term không, mà ảnh chạy vô cái chỗ parking lot cho những người employee, có nghĩa là những người làm việc ở phi trường đó. Ok, cái chỗ đó mình đâu có được đậu tại vì mình là khách mà, mình đâu có đậu ở employee không. Wow, anh chàng đã quý wow, mới ra đúng cái chỗ mà cái bãi đậu xe cho người làm việc ở phía trường, anh mới thấy chiếc xe BMW của anh ở đó. Wow, anh về là anh bực mình lắm, nhưng mà anh tìm nó khuya rồi không sao, sáng hôm sau anh mới nói chuyện với mình, anh mới kể cái chuyện đó. Mà cái anh chàng này á, mình chích cái điểm mà thông minh đó, đo lường thông minh của anh chàng thiếu quý này, mình thấy ảnh có 130, 135, 136 rồi, mình không nhớ rõ không, nhưng mà cái điểm anh chàng này rất là cao. Nhưng mà bởi vì trong quân đội Mỹ nhiều khi nó nói ok very intelligent but no common sense, có nghĩa là thông rất là thông minh nhưng mà cái common sense, cái sự lanh lẹn khôn ngoan không rất là thấp luôn. À, đây từ từ mình một ngụm nước trà rồi mình sẽ kể thêm về chuyện anh chàng lính của mình. Trong văn phòng mình cũng có một thêm một anh này nữa, anh này trung sĩ nha. Rất là thông minh, coi như là điểm cũng 132, 33 gì đó. Không. Nhưng mà anh rất là ngu độn, anh làm những chuyện chắc một hai chuyện mình sẽ kể không, để chứng tỏ anh là như thế nào. Anh làm nhiều cái rất là sai, tại vì khi mà làm người kế toán đó, mình phải coding những cái transaction mà mấy cái tiểu đoàn hay là trung đoàn ở phía dưới đó, họ cần mua cái gì, cần mua nào mình phải code coi họ mua cái gì không, rồi mình phải xài những, tại vì cái tiền trong quân đội nó chia ra nhiều khâu lắm, ok, cái tiền cho supplies không, rồi cái tiền nào cho mua bán đồ quân dụng hay là equipment hay là điện tử, nó chia ra hết. Mà cái anh chàng này làm sai coi như là mỗi lần mà công việc gì á mà cái người thượng sĩ mà giao cho anh chàng này đó, anh chàng trung sĩ này á, ảnh đều làm sai hết. Mà khi mà ảnh làm sai rồi đó, cả 2-3 ngày sau mới mình mới tìm ra được, rồi mình phải get involved, mình phải phải nhúng tay vô không, để sửa lại những cái việc anh chàng trung sĩ này làm sai. Có một lần mình phải trả tiền cho một cái cơ sở trong trại, tại vì mình có một cái tiểu đoàn đi qua bên Afghanistan, thì cái tiểu đoàn đó cần may cái bảng tên, thì cái tên như là vô những cái bộ quân phục cho cái lính của cái tiểu đoàn đó đó, thì cái chỗ mà may đồ cho lính á là nó thuộc về cái bên dân sự, cũng ở trong trại luôn nhưng mà nó thuộc đó. Rồi mình á
thì mình phải trả tiền. Cái văn phòng của mình là về tài chánh, thì mình phải ký một cái check. Mà trong quân đội Mỹ nó có cái điện tử, chứ không phải mình viết một cái check rồi mình ký mình gửi cho họ. Không, mình gửi điện, mình gửi bằng trong cái system á, cái hệ thống điện tử tài chánh ở trong trại. Cái anh chàng này vô anh gửi sao không biết, mà đáng lẽ anh gửi cái cho cái văn phòng mà chuyên về tài chánh cho cái trại Camp Pendleton, anh không gửi. Anh đánh vô cái code sai, phải không? Anh đánh qua bên tận ở bên Nhật á. Đầu cái anh làm xong rồi anh cũng không nhớ nữa. Rồi ở bên chỗ Camp Pendleton họ gọi nói, ủa sao tiền mấy trăm đô mà chưa thấy tới, mà anh quả quyết là anh người ta check, người ta gọi, người ta hỏi là anh hai ba lần anh đều nói anh làm xong hết rồi. Cái cuối cùng cái mình mới check ra là anh gửi anh gửi cái tiền đó qua tận ở bên Okinawa rồi, xong rồi anh không dám nói mình á, anh giấu à, còn anh muốn coi như là giải quyết riêng tư, anh giấu. Rồi anh chàng này á mới coi như là gửi một cái thư điện tử, coi như là gửi lên cái đơn vị về tài chánh, mà ở trên cái đơn vị sư đoàn của mình đó là hai ba cấp lận, giống như là mình đang ở một cái sư đoàn mà anh bypass, anh qua mặt khỏi cái quân đoàn hay là cái ma four pack ở bên Hawaii, anh lên tận tới cái như là cái chỗ ngủ giác đài vậy đó, trong cái dây chuyền, cái chain of command của tài chánh, phải không? Ở trên gọi xuống cho mình hỏi ok, hỏi mình có cái anh chàng trung sĩ tên vậy không, mới nói có. Rồi mấy người đó nói ok, your boy thằng con của mày nó làm sai vậy không. Cái đó là một lần ha. À, để mình kể chuyện lần lần thứ hai nữa nó screw up không. Có một lần mình chứng kiến anh chàng này screw up, không? Cái mình ra mình nói chuyện với lính lâu lâu, như là buổi trưa mình ra mình khi mà mình đi họp xong rồi mình ra nói chuyện với lính, nói kiểu mình ra để nói chuyện thôi cho vui vẻ thôi chứ không có gì hết. Đầu cái mình thấy cái cô thượng sĩ của mình kêu hey sergeant, mình không có nói tên nha, sergeant X đây, hey sergeant X, gửi một cái lá thư điện tử cho đến anh chàng đại quý Jones. Ok, rồi cái anh chàng này mới chuẩn bị thảo cái thư điện tử nha, cái email, cái anh đánh vô cái address box đó, cái chỗ mà cái để mà cái địa chỉ đó, cái anh để vô, tại vì trong quân đội Mỹ á, là khi mà bạn muốn tìm một cái địa chỉ về thư điện tử email cho người nào á, thì mình đánh vô cái họ, rồi mình đánh vô cái cấp bậc. À, rồi cái anh chàng này đánh vô Jones, J-O-N-E-S, ok. Rồi cái anh space, nhấn cái nút space một cái, ok. Rồi cái anh để vô C-P-T. Không hên cho ảnh là cái lúc đó cái cô thần sĩ của mình cũng nhìn thấy được, cũng gõ cái bàn cái ram, cũng nói Sergeant, if that's how you fucking spell captain in the Marine Corps. Người là nói tại sao mày chọn CPT, với ông CPT là cái lối viết tắt, cái cấp bậc của captain, đại quý bên bộ binh. Còn ở bên thiếu lục chiến á, cái cấp bậc đại quý á là captain á, là nó được viết ngắn lại là bốn chữ, là chữ C A P T. mình thấy cái cô thượng sĩ của mình la anh chàng này quá. Mình bỏ đi chỗ khác, phải không? Tại vì cái chuyện này của lính mình để cho lính giải quyết. Rồi anh còn làm ra nhiều cái chuyện đến nỗi mà cái cô thượng sĩ đó với mấy người trung sĩ khác á tới nói với mình á là kể từ đây coi như là lấy cái access về internet, về những cái anh không được gửi một cái công văn nào ra bên ngoài nữa, tại vì nhiều khi anh đánh sai hết, đúng không? Mà mình
là coi như là không cho him cái access, không có cho him không cho him một cái computer mà không có internet access, không coi như là lấy tên him ra khỏi những cái system, những cái hệ thống mà tài chánh ở cái văn phòng đó. mình cười, nhưng mà mình thấy mình phải chấp nhận cái chuyện đó là tại vì cái anh chàng này á, screw up làm mấy cái chuyện coi như là mình cái người đó đã dạy cho him rồi, nói him được thứ mà hy vọng làm sai, phải không? Bây giờ cuối cùng mình phải chấp nhận, mình phải lấy cái hết cái quyền mà access á, vô những cái hệ thống tài chánh điện tử ở trong blockchain. Giống như là trong cái không biết các bạn có coi cái phim không, những năm 80-90 Mỹ có một cái phim nó gọi là Office Space. Có cái anh chàng này bị đi đến nỗi mà từ từ họ cứ mua cái bàn làm việc của him không, từ 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 cái chỗ văn phòng đông người vào đến nỗi mà cái vô cái storage, cái chỗ mà để đựng đồ supply rồi lấy luôn cái stapler nó, cái đồ mà thì trong lính có nhiều người như vậy lắm. Phần đông thì mình thấy tụi lính thông minh, vừa thông minh vừa lanh lẹ và vừa khôn, phải không? Nhưng mà lâu lâu mình cũng sẽ có một vài người như vậy thôi. Nhưng mà có khổ một cái trong lính là như thế này. Tụi Mỹ trong lính nó nói là screw up, move up, không? Từ từ mình sẽ giải thích bằng tiếng Việt. Screw up, move up, rồi the harder you work, you get rewarded with more work. Là có nghĩa là như thế này, cái người screw up, move up là có nghĩa là cái người nào mà cứ làm chuyện bậy bạ nhưng mà vẫn được cho lên chức, không? Là như thế này, tại vì nhiều khi người ta làm sai nhiều quá đó, mình không biết phải bỏ họ vô đâu hết. Mình phải cho họ vào một cái chức vụ ngồi chơi xoay nước, không có làm gì hết. Giống như mình lấy hết access của cái anh chàng này để cho anh chàng này không có làm hư những cái công việc khác, phải không? Còn mà cái người mà work hard and being rewarded with more work là có nghĩa là cái người này nào làm việc giỏi, làm việc hăng say, đáng lẽ phải thưởng cho người ta cái gì, tại trong lính đâu có thưởng tiền, đâu có tiền bonus, thì mình tin tưởng cái người đó, mình sẽ cho họ thêm nhiều cái nhiệm vụ nữa, và nhiệm vụ lên tới ngập đầu. Còn cái anh chàng kia làm công việc dở mà làm sai nhiều cái chuyện, làm hư nhiều cái công việc, rồi mình cho him, thưởng cho him bằng cách cho him ngồi cái bàn ngoài chơi xơi nước, phải không? Bởi vậy có nhiều cái bất công lắm. Nhưng mà khi mà bạn mà làm ship rồi đó thì bạn cũng phải nghĩ, không, mình công việc ở trên giao xuống cho mình là mình phải tận tụy, mình phải làm cái công việc đó cho xong. Mình cũng muốn cái người giúp mình làm cái công việc không, chứ mình đâu có muốn cái người mà giúp việc của mình không biết gì hết, làm còn hư nữa, rồi mình phải bỏ cái thời gian để mình sửa lại, đúng không? Bởi vậy trong lính có nhiều cái tệ nạn như vậy. Chỉ có những người làm supervisor, làm ship rồi mới nhìn thấy được cái đó, không? Thì hôm nay thôi mình chia sẻ với các bạn một vài mẫu chuyện vui như vậy về những cái người lính sĩ quan ngu ngốc của mình. Mà nhiều khi mình không có làm gì được hết, tại vì cái sự sắp xếp nhân sự đó, cái manpower là nó thuộc về bộ chỉ huy, Headquarters Marine Corps ở DC, là họ giao cho mình một người lính hay một người sĩ quan đó. Mình không có, không phải như ở ngoài dân sự, bạn cho him cái tờ giấy mà nó ok, you're fired, ok đi chỗ khác làm, không có. Ok, tại vì ở trong quân đội đó, nếu mà mình mà đuổi một người đó, mình đâu có đuổi được, không? Mình phải move him, tại vì cái người đó ký contract với lại cái binh chủng hay là quân đội, họ ký contract 4 năm hay là 6 năm thì mình đâu có đuổi được họ, không? Mà đuổi mà mình cho họ ngồi chơi xe nước, mình phải cần một người khác tới làm việc cho mình. Mà khi mà cần mà mình request mà mình thêm một người mới đó, mình xin thêm một người mới chuyển tới đó, nhiều khi phải tới mất khoảng tới 6 tháng đến 1 năm mới thay được cái người mới thay được cái người mới. Ok,
Mình kể tới đây mình tạm ngưng. Ngày mai mình sẽ kể một chuyện khác về đời binh nghiệp của mình nha. Ok, xin chào các bạn. Ok, bye bye.